Em xin giới thiệu với các mẹ, đây là gối của em bé nhá. Đây là mẫu mới ra. Đây, tem mác đầy đủ này. Hàng của Bamboo. Tức là cái lớp vải bên ngoài nó là bằng sơ tre, nên là rất là dễ chịu ấy. Còn ở bên trong các mẹ cũng có thể thảo khóa để giặt vỏ gối cho con này này. Đây, gối may lõm này để thoát hơi này. Có rất nhiều mẫu mã và rất là đẹp luôn. Các mẹ có nhu cầu liên hệ với em xuống lại 0919 806 812 các mẹ nhé. Em bán là 80.000 một chiếc các mẹ. Có rất là nhiều màu sắc đẹp. Đây, chất vải rất là đẹp luôn. Nó không phải là mi lông đâu các mẹ. Đây là vải sợi tre rất là mát. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé.